Ok, và hello tất cả mọi người nhá, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hiện nay mình sẽ tiếp tục series con Minecraft Story Mode nhá. Ok, thì trước khi mà mình bắt đầu game, mình rất muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nhé. Chờ tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, bấm đăng ký giúp mình đi, bởi một đăng ký nó miễn phí mà đăng ký được. Mình có động lực mình làm thêm nhiều sản phẩm khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa. Ok, tập trước là mình xong phần 2 rồi, bây giờ mình bắt đầu tới phần 3 nè. Giờ nó vẫn kể lại. Thì tập trước là mình vừa mang được con Elega là thằng Magnus về. Bây giờ mình tìm thằng Soren với thằng đó nắm giữ cái super TNT mạnh nhất, có thể phá hủy được cái con quái vật đó. There is a gift. When revered heroes are lost, we find new ones. Khúc cuối của tập 2 nữa là mình bắt đầu đánh nhau với lại thằng Ivan. When faced with a mind-bending problem, we find a way to rise to the occasion. And when our band đánh of unlikely với thằng Ivan ở trong cái hang động, cái hang trên núi mà do năm chiến binh huyền thoại xây lên, là năm cái tuổi đó. But finding the last and most elusive member of the Order of the Stone and his legendary Formidabomb would prove their most perilous mission yet. For some would rather our hero's story end here. Đúng rồi, khúc cuối nó sử dụng cái thuốc làm chậm cái tụi mình shutting the lại. Door on their adventure forever. Cho nên là không ai ngăn cản được nó khi nó đi bình thường. But like all doors, when one closes, another is bound to open. Ok, cái cửa này đã bị chặn rồi, bây giờ mình cần phải tìm một cái đường khác để đi ra ngoài. Everyone okay? I felt all of that. That was one heck of a landing, Axel. He mostly used his face. Cái con Petra nó bắt đầu tệ rồi kìa, nhìn hai cái chỗ mà con mắt nó hơi tối tối. Yeah. I still can't figure out how Ivor made the door close. Maybe we should focus more on how it opens. Bệnh nó bắt đầu nặng That's rồi. Basically what I said. Guys, sure. Maybe it was a pressure. Are you? Why are you asking me that? Just checking up on you. Everything's fine. All of it. Are you okay? Wait, are you? Are you? Nghi vấn rồi. You out, but I'm a little bit freaked out right now. Thằng Lucas nó bắt đầu nó để ý rồi. It's starting to feel stiff. And my vision's all jittery. Let's keep this between us for now. I was thinking the same thing. They might get upset or I don't know. Ok, mình quyết định là giữ bí mật giữa mình với lại con Petra và không cho mấy đứa kia biết để khỏi bị loạn lòng. Tụi kia nếu mà biết con Petra nó bị bệnh thì nó sẽ rất là sợ. Let me do it. Hey guys, I have an idea. Okay. Magnus, help!
All right, but I have another idea. Is it yelling for Illegard? Well, not anymore. But they aren't coming back. We have no idea where they are. No need for desperation. As long as we have... this! Flint and steel? I don't get it. It's not... that's not what I meant to pull out. Đưa lộn nữa chứ. This! Looks like it might be broken. Ok, nó giống như là sắp sửa bị hư. Và thằng này nó lại muốn giành. Maybe you're just holding it wrong. What's your problem? I just want to see it. Thôi kệ, bỏ. Không có giành. If you can't get it to work. It's working fine. Thì mình sợ cái lệnh bài nó sẽ bị gãy cho nên là tốt nhất là không giành. Soren. Find him, Jesse. Maybe he can help us. Ok, cái màu trắng của Soren bắt đầu sáng lên rồi. Cho nên là bây giờ mình phải tìm kiếm. Ở đây. This is the spot. It has to be. Maybe. Ok, có thể đây là một cái đường thoát. Cho nên là tụi mình cần phải đào xuống dưới. Get ready to dig, people. Who knows how far down that goes? We might end up digging until we hit bedrock. Guys, we're not really equipped for this. Anyone else have a better plan? Okay, còn ai có ý kiến tốt hơn là đào xuống dưới không? I know. I just need a... Hide out! Kiểu như là phần này nó lại bắt đầu gây sự là hàng lưu kết rồi. Quy, đào xuống. Cái phần quy này có thể hơi lâu. Mình thấy bình bấm nhiều rồi nhưng mà nó vẫn chưa có đầy được. Cái dưới này có gì không? Are we cool? It's a hole. Đó là một cái hố. Does that mean we're cool? I'll find out. I guess that makes sense. Ok, mình sẽ nhảy xuống. Tại vì mình không có muốn thả lệnh bài xuống đâu. Cái lệnh bài nó bị hư. Nó bị bể cái là tiêu luôn. Looks pretty good. It's dark, but other than that we're okay. Ok, giờ ở dưới đó thì tối và an toàn hả? Don't look up. I've got to work up the nerve. Nhưng mà mình thấy có những con dơi kìa. Quay. Wait. You have to say that now. Chút. Something's not right. Matt! Ah! Why are we screaming? Who? Ah! Quỳ để né. Oh! Get away! I touched it. They touched me. Ah! Đúng rồi, phải né hết. Hơn quá. Okay. All right. It's safe now. Sao nó không xuống đi nhỉ? Chỗ này xuống khá là lâu. Còn con Petra sao? Ok. Everyone okay? I just slipped. What's that smell? Just breathe through your mouth. Axel already does that. Hey. Let's get out of here. Nó nghi ngờ rồi. Kiểu như là vết thương của con Petra nó còn thêm mùi nữa. Stay close, boy. Cái khúc này khá tối đi. What? We have to get out of here. We just got here. You don't understand. This is a grinder. Whoa.
monsters. Trouble is, they can't tell the difference between monsters and people. This can't be good. But there should be a loot room down there, right? Cái này kiểu như là ngăn chặn một cái cơ chế để ngăn chặn mấy con quái vật á. Nếu mấy con quái vật á thì nước nó để đổ rồi nó nghiền nát mấy con quái vật. Đồng nghĩa thì nó thu tài nguyên luôn. Chào wow, có Rippy kìa. Mấy con này đánh nó sẽ nổ. Gõ. Nổ. Đừng có nó nổ nha. Không được rồi. Bùm. Kiểu gì cũng phải nổ. Vừa có nước mà vừa có Rippy nữa cho nên rớt cái lệnh bài rồi. Chụp không kịp. Không, coi như là cái lệnh bài nó cũng tốt á. Nhưng mà tốt nhất là đừng có thả nó như cái lựa chọn kia. Wait, are you gonna jump? Okay, bắt buộc thôi. You're going to jump, aren't you? Please tell me you're not going to jump. Jumping is the easy part. It's the landing that's hard. Ok. Vậy là bắt đầu chạy đua để lấy lại cái lệnh bài. This one's mine. Đó. Giờ có nhện nữa kìa. Này ở trong cái chỗ này nó lại tối nữa cho nên là tụi quái vật nó hoạt động nhiều. Who wants more? You're asking for more? Jesse. Hey ugly. Ở đây. Watch out. Né. Hey, bonehead, I'm talking to you. Any time now, Jesse. Giờ mình tới mình gõ nó luôn. Mày. Mình không hiểu là làm sao mà cái lệnh bài rớt, thấy rớt có tí xíu mà tụi nó chạy hơi bị lâu quá. Xuống. Quỳ. Né qua. Mấy cái con này nó có thể nổ hả vui nhỉ? Jesse! Cần cái lệnh bài ở ngay kia rồi. No, hơn quá. Nó không có rớt xuống thêm.
Vậy là kêu nó cứu cái lệnh bài. Mình lại chọn cái đấy. Có lẽ là mình phải chọn là cứu từ kia chứ. Ui. Xong chưa? Đã luôn đúng rồi. Thì là mình vừa cứu được cái lệnh bài mà mình vừa làm được hai việc. Mình vừa cứu được lệnh bài mà mình còn vừa cứu được tụi kia nữa. Vậy là cái cơ chế này bể rồi. Nếu mà nó bể rồi thì là cái tụi quái vật nó cũng sẽ chui vô được mấy chỗ này. Giờ mình nghĩ là mỗi đứa sẽ bị hút đi một nơi. Biết mà. Mấy cái khu này kiểu như là vận chuyển nguyên liệu vậy. Chẳng qua là mấy cái đường ống nó đi lâu hơn thôi chứ mấy này đó. Mấy đường ống này cũng đến một điểm thôi, tại nó đi nhanh hay đi chậm thôi. No, don't worry, I'm totally fine. Why? Oh crap, I'm sorry. What's with you, Jesse? You go after that stupid trinket over your friends? You're letting all this get to your head. And you're forgetting what's important. They look fine to me. You're lucky. If we don't stick together, none of this means anything. Okay, nó giận mình rồi, nó giận mình bởi vì cái mình lo mình cứu lấy lệnh bài. Đáng lẽ là mình phải chọn là giúp hai đứa này, chọn sai rồi. Kratos giận rồi. Nhưng mà hai đứa này nó lại được làm lành. Cảm ơn thôi. I really appreciate you helping Reuben back there, Lucas. I guess I did. You don't have to do it all yourself, you know. I could help. Like I said, thanks. Jesse? What? The amulet. Cái lệnh bài vẫn tiếp tục sáng. Soren must be close. Where'd he go? You have got to be kidding me. Sounds like the grinder is packed up. With loot? Go! Đứng lên và đánh nhau thôi. Wow. Keep moving. Lùi lại, quy. Axel, look out. Take that, ugly. Oh, you want some too? I'm coming, buddy. I have had. Gõ, đúng rồi. Take gõ thêm cái nữa. Your pace, spider. There's two things I hate. It's running and monsters. Holy crap. An end portal? That's the way out. Wait! Look! Một cái cổng khác nhưng mà không biết Petra! Get away from them!
chặt nó. Đúng rồi. Beast monsters. I think I'm starting to get the hang of this. Đỡ Petra dậy, đúng rồi. Làm lành nhau đi chứ. Here we go. Chết, được nắm tay rồi. Cuối cùng cũng được nắm tay. Jump. Nhưng mà nó đang giận thì không biết là những cái tập sau sẽ như thế nào. Ok, và video này mình cũng kết thúc tại đây nhé. Thì nếu mà bạn nào thấy hay, like và share đi sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nha. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.